Vlog đẹp tin chắc rằng cô gái nào trong thủ đô hiện nay thì cũng đang sở hữu cho mình một em áo sơ mi basic đúng không nào? Mặc dù được nhận xét là một item thời trang thanh lịch thiên về xu hướng công sở nhiều hơn, tuy nhiên bạn có biết không, nếu biết cách mix đồ một cách khéo léo thì set đồ với áo sơ mi của bạn sẽ cực kỳ thời trang và phá cách đó nha. Đặc biệt là với gợi ý bí kíp lên đồ hay ho của những cô nàng xứ sở kim chi sau đây thì đảm bảo set đồ với áo sơ mi của bạn sẽ chuẩn đẹp, chuẩn hợp mốt luôn nha. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không cùng Vlog đẹp đi khám phá ngay 15 cách mix áo sơ mi chuẩn xinh lung linh như hội gái Hàn luôn nha. Set đồ tìm nhất. Có thể nói công thức cơ bản nhất khi diện áo sơ mi chính là mix cùng chân váy đen để có set đồ thanh lịch đúng chất công sở. Tuy nhiên nếu muốn tăng điểm thanh lịch, trẻ trung và tạo hiệu ứng tôn dáng trên đề thì bạn nên mix áo sơ mi cùng với chân váy đen dạng chữ A cạp cao, dáng ngắn trên đầu gối nha. Set đồ thứ hai. Ngoài chân váy đen thì quần âu đen cũng chính là item hoàn hảo khi mix với áo sơ mi để có một set đồ thanh lịch diện đi làm đó nha. Đặc biệt nếu nào khéo léo sơ vin nửa vạt trước áo, đảm bảo nâng tầm trẻ trung và tôn dáng siêu đỉnh luôn nha. Set đồ thứ ba. Chân váy dài cũng là một item đáng thử để phối với áo sơ mi. Công thức mix đồ này tuy cơ bản nhưng đảm bảo hiệu quả tinh tế, thanh lịch cho nàng nữ tính. Nếu nàng muốn nổi bật hơn thì hãy chọn những chiếc chân váy dài màu mè một chút. Chiếc sơ mi dù cứng nhắc đến đâu mà kết hợp với chân váy màu sắc thì cũng sẽ trở nên mềm mại hơn rất nhiều đó nha. Set đồ thứ tư. Nếu nàng nào mê style bánh bèo thì có thể diện áo sơ mi cùng chân váy ren in hoa. Không chỉ nữ tính, công thức mix đồ xinh về áo sơ mi này còn mang đến cho các quý cô một vẻ ngoài tươi sáng khi đến sở lam. Set đồ thứ năm. Bạn có thể học thêm các cô gái Hàn Quốc công thức mix áo sơ mi với quần ống suông như thế này đây. Đây hiện là cách phối đồ về áo sơ mi mà được rất nhiều cô gái Hàn ưa chuộng vì vừa tạo cảm giác trẻ trung vừa thanh lịch, nên dù đi làm hay là đi chơi cũng đều ổn cả. Công thức thứ 6. Chiếc sơ mi quen thuộc của nàng sẽ trở nên vô cùng năng động và thú vị. Nếu nàng mix với quần skinny jean và giày cao gót, lối lên đồ này chắc chắn sẽ tôn dáng và giúp nàng sành điệu hơn nhiều. Set đồ thứ 7. Thêm một gợi ý hay ho cho nàng nè. Ngoài việc dùng áo sơ mi như một item chính thì nàng có thể biến tấu mới hơn. Khi dùng sơ mi như áo khoác bên ngoài, mix với áo crop top bên trong và quần hoặc là váy jean, một set đồ vừa trẻ trung năng động lại vừa tôn dáng hiệu quả đó nha. Set đồ thứ 8. Layer áo 2 dây mix cùng sơ mi oversize bên trong cũng là một công thức mix áo sơ mi hay ho mà được rất nhiều cô nàng xứ Hàn ưa chuộng vì vừa trẻ trung lại vừa nữ tính hiện đại. Set đồ thứ 9. Một trong những công thức lên đồ mà cũng rất được hội gái Hàn ưa thích tiếp theo chính là mix áo sơ mi cùng với quần short. Hãy nhớ là sơ vin để tôn chiều cao, khoe đôi chân thon dài bạn nhé. Set đồ thứ 10. Một set đồ áo sơ mi của bạn trở nên thời thượng hơn thì hãy lưu ngay công thức mix chúng với áo blazer mỏng nhé. Sở dĩ công thức mix đồ này được hội chị em yêu ái đến vậy là bởi vẻ đẹp thanh lịch và sang xịn mà nó mang lại. Chỉ cần kết hợp hai item này với nhau là style của bạn sẽ trở nên cao cấp và xịn mịn hơn thấy rõ đấy. Set đồ thứ 11. Không biết là nàng đã biết đến công thức layer áo sơ mi với váy hai dây này hay chưa nhỉ? Bạn lớp đẹp tin rằng nhiều nàng chưa thử đâu đúng không? Vậy thì từ giờ hãy lưu ngay công thức mix đồ hay ho và hút mắt về áo sơ mi này đi nha. Đảm bảo set đồ này bạn sẽ đi học, đi làm hay là đi chơi đều đẹp miễn chê luôn đó. Set đồ thứ 12. Một công thức mặc đẹp khác khi diện áo sơ mi mà hội chị em nên thử ngay chính là mix áo sơ mi và quần âu ống suông cạp cao nha. Style lên đồ này không những khiến vẻ ngoài phóng khoáng, trang nhã hơn mà còn bonus cho bạn một đặc ân chính là hạch dáng siêu đỉnh. Đó cũng chính là lý do mà các cô gái Hàn thường quẩy combo này lắm vì diện lên trông ăn gian chiều cao cực kỳ. Set đồ thứ 13. Hãy đổi gió một tí với cách phối áo sơ mi kẻ với quần ống rộng suông cũng cho ra một set đồ năng động và trẻ trung luôn đó. Set đồ thứ 14. Mix áo sơ mi cùng với áo phông cũng là một cách phối đồ đơn giản, kín đáo mà vẫn năng động, trẻ trung cho nàng. Với set đồ này thì bạn có thể mix cùng với những kiểu giày bệt, giày thể thao cũng đều hợp cả. Set đồ thứ 15. Để set đồ về áo sơ mi của bạn không còn đơn điệu, hãy thêm ngay vào tủ đồ của mình những mẫu áo sơ mi họa tiết nổi bật và ngọt ngào.
Bên dưới thì mix cùng chân váy, quần jean cũng đều ok la hết nha. Nghĩ qua 15 set đồ mix cùng áo sơ mi mà vlog đẹp vừa chia sẻ trên đây, thì Nàng đã chọn được cho mình set đồ nào ưng ý chưa nhỉ? Nếu bạn còn biết thêm cách phối đồ nào về áo sơ mi hay ho và đầu đáo khác nữa, thì hãy chia sẻ bên dưới cho vlog đẹp và mọi người cùng biết với nhá. Và đừng quên theo dõi vlog đẹp mỗi ngày để cập nhật những thông tin về làm đẹp mới nhất bạn nhé.